Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Phụ nữ Điện Biên của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới với hơn 80% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn về đời sống kinh tế, nhận thức còn nhiều hạn chế. Nhận thức được vấn đề này, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật và nâng cao chất lượng công tác hội. Đây là một buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tòa Tình, huyện Tuần Giáo, tổ chức tại chi hội bản Hua Sa A. Tại đây, nhiều văn bản chính sách pháp luật của nhà nước đã được kịp thời triển khai để hội viên phụ nữ tại chi hội cơ sở nắm được, như đề án 06, tuyên truyền về tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm mua bán người hay chính sách dân số. Chúng tôi đã phối hợp với các cán bộ xã là tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ, thì chúng tôi đã tổ chức 3 tháng một lần, và chúng tôi thường tổ chức vào buổi tối để tuyên truyền cho các chị em về các chính sách. Và chúng tôi đã tuyên truyền làm sao để các chị em hiểu được, không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo và các tệ nạn xã hội. Tối nay thì cũng như là được cán bộ xá lên tuyên truyền cho chị em phụ nữ chúng tôi về buôn bán người và các cái thủ đoạn lừa đảo các kiểu, thì chị em phụ nữ cũng hiểu biết một tí và cũng nghe được, cũng học được để tránh cái tình trạng buôn bán người các kiểu. Từ trên bản mình thì vẫn có cái tình trạng như là sinh con thứ ba, để chị em cũng được tuyên truyền, cũng hiểu biết về cái vấn đề này, xong là mỗi người cũng chỉ được đẻ 2 con thôi, xong là để có điều kiện chăm sóc con cái. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tỏa Tình có 100% hội viên là đồng bào dân tộc Mông. Nhận thức về việc tiếp cận với pháp luật vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật và trở thành nạn nhân của các vụ mua bán người. Đặc thù ở các bản vùng cao, ban ngày chị em phụ nữ thường đi làm nương, nên để tổ chức các cuộc họp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật rất khó để thực hiện được. Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với các lực lượng như Công an xã, Tư pháp xã, tổ chức tuyên truyền vào các buổi tối để tập hợp đông đảo chị em tham gia. Từ đó, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật đến hội viên phụ nữ sẽ khả thi và đạt được hiệu quả. Đối với bên hội thì chúng tôi tuyên truyền tất cả 100% các chi hội về tất cả các bộ luật trên, và năm nào cũng phải tuyên truyền. Xã Tỏa Tình vi phạm chính sách sinh con hơi cũng khá nhiều. Chúng tôi cũng có tuyên truyền, thứ nhất là chúng ta đã lấy ví dụ những cụ thể về những hộ mà sinh nhiều con, sinh rất nhiều con mà gia đình rất là khổ, rất khó khăn, không có điều kiện cho con cái đi học. Thì lấy ví dụ cụ thể ở trong xã mình hoặc trong huyện, ở những nơi khác nữa, về những cái khó khăn, những hậu quả mà sinh nhiều con mà không thể chăm lo được cho các con để tiến bộ trưởng thành, được học hành đến nơi đến chốn, thì chúng tôi cũng rất là nhấn mạnh. Thiếu kiến thức về pháp luật là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều chị em phụ nữ trở thành con mồi của tội phạm mua bán người hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thống kê của cơ quan chức năng, giai đoạn 2015-2019, Công an tỉnh đã phối hợp điều tra, phát hiện, bắt giữ trên 80 vụ án, chuyên án mua bán phụ nữ và trẻ em gái. Phần lớn các vụ án mua bán người xảy ra tại địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng lõm về kiến thức pháp luật. Để nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, các mô hình câu lạc bộ, dự án phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái đã được triển khai với nhiều biện pháp cụ thể thiết thực. Hình thức tuyên truyền đa dạng như lồng ghép trong sinh hoạt chi hội, tọa đàm, giao lưu, truyền thông diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Các chị em cũng tổ chức tham gia họp sinh hoạt hàng tháng để trao đổi những cái kinh nghiệm, cũng như là cung cấp những cái kiến thức về phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em cho các chị em phụ nữ tại các chi hội. Thì cơ bản là chị em cũng đã nắm được, và từ những cái lúc mà
thành lập mô hình đến bây giờ ấy, thì cái nhận thức của chị em ngày càng được nâng lên, và cái tình trạng mà mua bán phụ nữ và trẻ em thì cũng đã giảm hơn so với những năm trước. Thực tế không chỉ riêng với tội phạm mua bán người, tội phạm lừa đảo hay đơn thuần là vi phạm pháp luật hay chính sách dân số, nguyên nhân sâu xa đều bắt nguồn từ lõm về tiếp cận kiến thức pháp luật. Để hạn chế tình trạng này, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là đối với phụ nữ. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Hội Phụ nữ các huyện đã chủ động xây dựng triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tế tại các cấp hội, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp với các cơ quan, ban ngành, xuống cấp cơ sở tổ chức các hội nghị tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, nhất là cho phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tuyên truyền được đổi mới, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm. Điểm mới trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2021-2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền trên nền tảng số như trang thông tin điện tử tỉnh, hội, nhóm Zalo, Facebook. Các hình thức tuyên truyền truyền thống tiếp tục được các cấp hội duy trì thường xuyên và phát huy hiệu quả như mở hội nghị, lớp tập huấn, truyền thông, sinh hoạt chi tổ phụ nữ, sinh hoạt câu lạc bộ. Trong thời gian qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phổ biến giáo dục pháp luật tới đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ các cấp. Thì trong đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã cụ thể hóa bằng xây dựng các văn bản, kế hoạch, rồi hướng dẫn các cơ sở hội tổ chức tuyên truyền, rồi là các cơ sở hội thì lồng ghép với các buổi sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm để truyền thông về các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn của đơn vị mình. Hiện nay thì là các cái tội phạm ở không gian mạng, lừa đảo thì cũng rất là nhiều. Thế thì chúng tôi cũng đã chú trọng cái công tác đó là tuyên truyền về các cái loại tội phạm mà lừa đảo trên không gian mạng, ví dụ như chẳng hạn như là các trang Facebook hay là Zalo. Mình tuyên truyền như vậy để mà nâng cao cái nhận thức cho chị em phụ nữ, tránh các cái những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Giai đoạn 2012-2022, các cấp hội đã tổ chức trên 1.200 buổi tuyên truyền với gần 125.000 lượt cán bộ hội viên phụ nữ tham gia, phối hợp xây dựng một số mô hình điểm về phổ biến giáo dục pháp luật như mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, mô hình phòng chống mua bán người, câu lạc bộ tư vấn tiền hôn nhân, mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn, mô hình nâng cao nhận thức giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Nội dung và hình thức tuyên truyền luôn được đổi mới phù hợp với từng đối tượng địa bàn, đã giúp hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, giảm tai tệ nạn xã hội, qua đó tạo sự đồng thuận, niềm tin của cán bộ hội viên phụ nữ vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nâng cao chất lượng công tác hội. Trước đây thì kiểu cũng chưa được nghe tuyên truyền của phụ nữ xã, nên là cái nhận thức của bà con vẫn còn hạn chế. Bên này do cũng là do nhận thức và do cái trình độ của phụ nữ còn hạn chế. Còn bây giờ thì cũng được phụ nữ của xã, xong là cũng như là của huyện được tuyên truyền về pháp luật đấy, thì hội viên phụ nữ cũng nhận thức được, cũng thực hiện theo pháp luật và cũng không vi phạm pháp luật. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật đến hội viên phụ nữ, hiện nay Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã và đang vận động các cấp hội tiếp tục duy trì có hiệu quả 129 ngăn sách, tủ sách pháp luật tại 129 xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên, lần đầu tiên một diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với phụ nữ trong toàn tỉnh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Nhiều nội dung liên quan đến chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ phụ nữ tham gia sản xuất kinh doanh đã được đưa ra đối thoại, bàn bạc tại hội nghị trên tinh thần bình đẳng, cởi mở, thẳng thắn. Phản ánh của nhóm phóng viên chuyên đề. Ủy ban nhân dân
Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với phụ nữ trên toàn tỉnh đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 10 điểm cầu với gần 500 đại biểu đại diện cho trên 117.000 hội viên phụ nữ toàn tỉnh tham gia. Tại chương trình đối thoại, 14 lượt câu hỏi tập trung vào các vấn đề liên quan đến đào tạo nghề, giải quyết việc làm sau đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là lao động nữ, dân tộc thiểu số, giải pháp thúc đẩy mạng lưới doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã được các đại biểu hội viên phụ nữ đã đưa ra trao đổi giải đáp. Trả lời câu hỏi của các đại biểu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành đã thẳng thắn nhìn nhận vấn đề và đưa ra phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc, từ đó có các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham gia vào công tác quản lý nhà nước tại các cấp ủy chính quyền địa phương. Đây là lần đầu tiên thì được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên tổ chức cái hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với Hội Phụ nữ Điện Biên. Thì là đối với tôi thì là tôi thấy cảm nhận là cuộc đối thoại này thì là rất có ý nghĩa và sẽ đạt kết quả cao. Trong cái công tác đối thoại này thì cán bộ hội viên phụ nữ được tiếp cận các cái thông tin mà Đảng và Nhà nước đang thực hiện các chính sách. Đối với tỉnh Điện Biên thì chúng ta đang thực hiện các cái chính sách để thực hiện các cái chính sách đối với phụ nữ, đối với cái công tác bình đẳng giới và các cái chính sách ưu đãi đối với các cái doanh nghiệp là nữ trên địa bàn của tỉnh. Để từ đó thì là chị em phụ nữ cũng tiếp được cận được các chính sách và thực hiện đầy đủ cũng như là thực hiện cái kiểu giám sát phản biện xã hội. Thì tôi có một câu hỏi đối với lãnh đạo ủy ban tỉnh là đối với dự án nằm trong danh mục dự án kêu gọi và khuyến khích đầu tư của tỉnh, thì tỉnh Điện Biên có các giải pháp hay chính sách hỗ trợ nào cho các nhà đầu tư, đặc biệt là đất quy hoạch vùng dự án để cho các doanh nghiệp thuê phát triển. Sau khi đặt câu hỏi thì lãnh đạo ủy ban tỉnh và Sở Tài nguyên Môi trường đã trả lời giải đáp cho chúng tôi những cái vấn đề mà chúng tôi đã nêu trong câu hỏi và cũng bám rất sát vào cái câu hỏi để trả lời. Qua cái buổi đối thoại giữa Ủy ban tỉnh và phụ nữ thì tôi mong muốn là tất cả những cái giải pháp mà chúng tôi mong muốn thì cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các ban ngành tháo gỡ cho doanh nghiệp để doanh nghiệp phát triển, tôi mong muốn là phát triển được cái dự án mà doanh nghiệp đang theo đuổi. Chương trình đối thoại lần đầu tiên được tổ chức là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền tỉnh với cơ quan đoàn thể phụ nữ. Hội nghị đối thoại đã giúp cho các hội viên phụ nữ từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đây cũng là cơ hội để hội viên phụ nữ đóng góp ý kiến, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình trước các vấn đề của xã hội. Với cái sự tham gia của trên 500 đại biểu là hội viên phụ nữ trong tỉnh và các cái câu hỏi của cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với phụ nữ Điện Biên thì khá là đa dạng, phong phú, và các cái câu hỏi cũng đặt vào các cái tập trung vào các cái nhóm vấn đề như là chính sách cho phụ nữ phát triển kinh tế và về chăm sóc sức khỏe sinh sản, cũng như là về lao động việc làm và về công tác cán bộ nữ, thì đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời một cách khá là rõ ràng, thuyết phục và tạo được cái hiệu ứng tốt để giúp cho hội viên phụ nữ tăng được sự niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền. Để tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào các vấn đề về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các ngành chức năng và Ủy ban Nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp trong việc xây dựng triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, phong trào thi đua, công tác hội phụ nữ huyện Tuần Giáo ngày càng có những chuyển biến rõ rệt. Nhiều tấm gương cán bộ, hội viên tiêu biểu, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết với công tác hội từ các phong trào được nhắc đến. Trong đó, chị Vàng Thị Xua, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tỏa Tình là một trong những tấm gương tiêu biểu.
luôn phát huy tốt vai trò trong công tác chỉ đạo, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của hội và phong trào thi đua. Đó là nhận xét của các chị em phụ nữ huyện Tuần Giáo dành cho chị Vàng Thị Xua, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tỏa Tình. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tỏa Tình, nơi có 100% là đồng bào dân tộc Mông. Hơn ai hết, chị Vàng Thị Xua hiểu được ngôn ngữ, đặc thù địa bàn và tập quán sản xuất của hội viên. Với suy nghĩ ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội, chị Xua đã thường xuyên bám sát cơ sở, tuyên truyền vận động hướng dẫn hội viên các chi hội trong xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển kinh tế. Với đặc thù địa bàn vùng cao, điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, đây là những trở ngại lớn kìm hãm sự phát triển của công tác hội. Trên cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị Xua đã cùng chị em các chi hội tăng cường tuyên truyền vận động tới từng gia đình hội viên để chị em thay đổi nếp nghĩ, cách làm kinh tế, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chị Xua là tấm gương tiêu biểu đại diện cho phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tuyên dương. Dấu ấn đó được gắn liền với việc chị đã hỗ trợ thành lập Hợp tác xã Nông sản sạch Tây Bắc tại xã Tỏa Tình. Đây là hợp tác xã duy nhất trên địa bàn huyện Tuần Giáo phát triển các nông sản sạch của địa phương từ cây táo mèo, mang lại hiệu quả thiết thực. Sau khi tôi tuyên truyền cái đề án này xong thì tôi đã tiến hành rà soát, khảo sát cái nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của hội viên phụ nữ và nhân dân trong xã. Khi mà rà soát xong thì có hội viên phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, có nhu cầu thành lập hợp tác xã thì tôi đã hỗ trợ kiến thức về thành lập hợp tác xã. Và hiện nay thì tôi hỗ trợ thành lập một cái hợp tác xã ở trên xã, đó là Hợp tác xã Nông sản sạch Tây Bắc xã Tỏa Tình, với các sản phẩm như là giấm táo mèo, xì đơ táo mèo. Và hiện tại thì cái hợp tác xã của Nông sản sạch Tây Bắc này thì đã có một sản phẩm, đó là sản phẩm dưa mèo đạt ô cốp chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm. Chị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị rất là nhiệt tình, chị là một người nhiệt huyết, chị cũng rất là quan tâm đến hợp tác xã, chị rìu rác hợp tác xã từ những bước đầu và chị luôn luôn đồng hành cùng với hợp tác xã. Trong công tác hội thì chị là một người rất là năng động, chị rất là gần gũi, chị luôn luôn làm việc khoa học và luôn luôn giúp đỡ chị em phụ nữ và tuyên truyền vận động chị em phụ nữ. Chị Xua luôn tâm niệm để có những kế hoạch sâu sát, cụ thể, trọng tâm, bản thân người làm công tác hội phải luôn trau dồi kiến thức, tìm hiểu những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với hội viên phụ nữ, điều kiện thực tế tại địa phương. Ngoài giờ hành chính, chị còn tích cực bám nắm cơ sở, thường xuyên đổi mới nội dung hình thức, vận động chị em tham gia sinh hoạt hội, phát động các phong trào thi đua, qua đó tạo khí thế sôi nổi tại cơ sở, nâng cao chất lượng công tác hội gắn với phát triển hội viên. Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tỏa Tình thì đồng chí rất là có năng lực, rồi là hoạt động công tác hội phong trào phụ nữ trên địa bàn cũng rất là sôi nổi. Rồi là đồng chí cũng tổ chức được nhiều hoạt động phong trào trên địa bàn, của góp phần tham gia vào hoạt động phong trào của toàn huyện vững mạnh hơn. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tỏa Tình là một xã duy nhất là phát triển thành lập được mô hình hợp tác xã, giúp cho nhiều hội viên phụ nữ là có công ăn việc làm, như là tạo điều kiện cho chị em phụ nữ là tham gia cái hợp tác xã đấy để có thu nhập cho bản thân và gia đình. 11 năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, với nhiệt huyết cống hiến trong công tác hội phụ nữ ở địa phương, nhiều năm liền chị Vàng Thị Xua vinh dự nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp từ trung ương đến địa phương. Song có lẽ niềm vui lớn nhất với chị là được nhìn thấy đời sống của hội viên vùng cao Tỏa Tình ngày một ổn định, ấm no. Và đến đây chuyên mục Phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.